Mặc dù bị bao vây bởi những vi sinh vật gây hại, các độc tố và cả nguy cơ sinh ung của tế bào, con người vẫn tồn tại được phần lớn nhờ vào hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch bao gồm các cơ quan, mô tế bào và phân tử, cùng nhau tạo ra đáp ứng miễn dịch bảo vệ chúng ta khỏi vi sinh vật, thải trừ các độc tố và tiêu diệt các tế bào u. Thật đáng mừng là cơ thể không phải làm tất cả những việc đó cùng một lúc. Hệ miễn dịch có thể phát hiện một mối nguy, phát động tấn công tiêu diệt mầm bệnh và hình thành cơ chế ghi nhớ kẻ thù phòng khi gặp lại chúng. Tất cả diễn ra trong 10 ngày. Trong nhiều trường hợp, ví dụ như khi tác nhân gây bệnh cực kỳ ngoan cố hay khi hệ miễn dịch bắt đầu tấn công chính mô của cơ thể, diễn tiến có thể kéo dài từ hàng tháng đến hàng năm và dẫn đến tình trạng viêm mạn tính. Hệ miễn dịch như một đội quân chia thành hai nhánh chính. Nhánh đầu tiên là đáp ứng miễn dịch bẩm sinh. Đáp ứng miễn dịch bẩm sinh bao gồm các tế bào không đặc hiệu. Nghĩa là mặc dù phân biệt được kẻ ngoại lai với tế bào cơ thể, nhưng chúng không thể phân biệt những kẻ ngoại lai này với nhau. Miễn dịch bẩm sinh đáp ứng nhanh một cách sốt sắn. Hoạt động trong vòng vài phút đến vài giờ. Gọi là sốt sắn vì chúng gây sốt. Đổi lại cho tốc độ đáp ứng đó, các đáp ứng bẩm sinh không tạo trí nhớ miễn dịch. Nói cách khác, đáp ứng miễn dịch bẩm sinh sẽ đáp ứng với mầm bệnh cũ với cách thức tương tự dù chúng có gặp mầm bệnh đó bao nhiêu lần đi nữa. Đáp ứng miễn dịch bẩm sinh gồm nhiều thứ có thể bạn không nghĩ là thuộc hệ miễn dịch. Ví dụ các hàng rào hóa học như lysozyme trong nước mắt và độ pH thấp trong dịch dạ dày cũng như các hàng rào vật lý như biểu mô da và ruột và cả các nhung mao trên đường hô hấp ngăn các kẻ ngoại lai xâm phạm. Nhánh thứ hai là đáp ứng miễn dịch thích nghi. Và trái với miễn dịch bẩm sinh, chúng có tính đặc hiệu cao. Các tế bào miễn dịch thích nghi có các thụ thể gọi là các kháng nguyên, giúp phân biệt mầm bệnh này với mầm bệnh khác những thụ thể này có thể phân biệt những vi khuẩn có lợi với những vi khuẩn có khả năng gây chết người. Điều đánh đổi ở đây là các tế bào phải được hoạt hóa. Có vậy chúng mới có thể biệt hóa hoàn toàn thành các chiến binh thích hợp để tiêu diệt mầm bệnh. Và điều đó có thể mất hàng tuần. Nhưng lợi thế rất lớn của đáp ứng miễn dịch thích nghi là trí nhớ miễn dịch. Các tế bào được hoạt hóa trong đáp ứng miễn dịch thích nghi Trải qua quá trình kết đại clon nghĩa là chúng tăng sinh ồ ạt. Và mỗi khi các tế bào miễn dịch thích nghi gặp lại mầm bệnh đó, chúng tăng sinh ồ ạt trở lại. Kết quả là mỗi lần gặp mầm bệnh thì đáp ứng lại nhanh và mạnh mẽ hơn. Khi mầm bệnh bị tiêu diệt, hầu hết các tế bào tăng sinh clon sẽ chết đi. Và được gọi là xóa bỏ clon. Nhưng vài trong số đó vẫn tiếp tục tồn tại và đóng vai trò là những tế bào trí nhớ. Chúng sẵn sàng nhân lên lần nữa nếu mầm bệnh trỗi dậy. Các chiến binh của đội quân miễn dịch này là tế bào bạch cầu. Quá trình tạo máu hình thành nên tế bào bạch cầu cũng như hồng cầu và tiểu cầu. Nó diễn ra ở trong tủy xương. Quá trình tạo máu bắt đầu từ một tế bào gốc tạo thành máu đa năng. Có thể phát triển thành nhiều loại tế bào khác. Chúng không tự quyết định tương lai của mình. Một vai trở thành tế bào tiền thân dòng tủy, trong khi số khác trở thành tế bào tiền thân dòng lympho. Tế bào tiền thân dòng tủy phát triển thành các tế bào dòng tủy bao gồm bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toàn, bạch cầu ái kiềm, tế bào mát, tế bào tua gai, đại thực bào và bạch cầu đơn nhân. Tất cả chúng đều thuộc đáp ứng miễn dịch bẩm sinh và có thể gặp trong máu cũng như các mô. Bạch cầu trung tính, ái toàn, ái kiềm và tế bào mát còn được gọi là tế bào hạt vì chúng chứa các hạt nhỏ ở trong bào tương. Và bộ ba bạch cầu trung tính ái toan và ái kiềm còn được nhắc tới như những tế bào đa nhân. Vì nhân của chúng phân thành nhiều thùy thay vì hình tròn. Tế bào Mast không được coi là đa nhân vì nhân của nó hình tròn. Trong quá trình đáp ứng miễn dịch, tủy xương sản sinh nhiều tế bào đa nhân hầu hết là bạch cầu trung tính. Chúng tham gia quá trình thực bào nghĩa là chúng đến gần và bao quanh mầm bệnh bởi bào tương. Rồi nuốt nó vào trong tạo thành một thể thực bào phagosome. Từ đó các bạch cầu trung tính có thể tiêu diệt mầm bệnh bằng hai cách. Chúng có thể dùng các hạt nhỏ trong bào tương hoặc tiêu hủy bằng oxy hóa trong tế bào. Đầu tiên, các hạt nhỏ trong bào tương hòa cùng phagosome tạo thành phagolysosome. Các hạt này chứa những phân tử làm hạ pH của phagolysosome làm nó trở nên cực kỳ toan và giết chết khoảng 2% mầm bệnh. Chưa dừng lại ở đó, bạch cầu trung tính tiếp tục nuốt thêm nhiều mầm bệnh hơn. Đến khi đầy thì bắt đầu tiêu hủy chúng nhờ chất oxy hóa. Khi đó, bạch cầu trung tính sản sinh nhiều phân tử có tính oxy hóa cao, như hydrogen peroxy. Những phân tử này bắt đầu phá hủy các protein và axit nucleic lân cận. Quá trình này kết liễu luôn bạch cầu trung tính, nhưng chúng kéo theo rất nhiều mầm bệnh chết cùng nó. So với bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan và ái kiềm ít gặp hơn nhiều. Chúng đều có các hạt nhỏ chứa histamin và các phân tử gây đáp ứng viêm khác. Bạch cầu ái toan bắt màu hồng với phẩm nhuộm eosin. Đó là lý do chúng có tên là eosinophil. Bạch cầu ái toan cũng có khả năng thực bào và chúng được biết đến nhiều nhất với khả năng chống lại những ký sinh trùng to lớn cồng kềnh bởi vì bạch cầu ái toàn lớn hơn bạch cầu trung tính rất nhiều tiếp đến là bạch cầu ái kiềm chúng bắt màu xanh với phẩm nhuộm hematoxylin. không giống như bạch cầu trung tính và ái toàn bạch cầu ái kiềm không có khả năng thực bào nhưng lại có thể chống lại các ký sinh trùng giống như bạch cầu ái toàn và còn gây đáp ứng viêm trong hen và các phản ứng dị ứng cuối cùng là tế bào mast chúng cũng không thể thực bào và có liên quan tới hen và các phản ứng dị ứng Tiếp theo là bạch cầu đơn nhân, đại thực bào và tế bào tua gai. Chúng đều là tế bào thực bào. Chúng nuốt mầm bệnh và đồng thời tiết các 사이토킨 là những phân tử rất nhỏ giúp kêu gọi các tế bào miễn dịch đến giúp. Bạch cầu đơn nhân chỉ lưu hành trong máu, nhưng có một số loại đi vào trong mô và biệt hóa thành đại thực bào rồi ở nguyên trong mô và không quay trở lại máu nữa. Số bạch cầu đơn nhân khác thì biệt hóa thành tế bào tua gai lang thang trong máu bạch huyết và mô khi tế bào tu gai chưa trưởng thành chúng thực bào rất tốt liên tục ăn lượng lớn các protein trong dịch kẻ nhưng khi tế bào tu gai lần đầu thực bào một mầm bệnh nào đó đó là thời khác thay đổi cuộc đời nó tế bào tu gai trưởng thành sẽ tiêu diệt mầm bệnh và phá vỡ các protein của chúng thành những chuỗi amino acid ngắn sau đó tế bào tu di chuyển đến hạch bạch huyết gần nhất bằng mạch bạch huyết. Khi tới đó, chúng sẽ tham gia trình diện kháng nguyên. Nghĩa là trình diện những chuỗi amino acid đó, hay gọi là các kháng nguyên cho các tế bào T. Kháng nguyên có thể được trình diện bởi tế bào tua gai, đại thực bào ở hạch bạch huyết, và cũng có thể là bạch cầu đơn nhân đến hạch bạch huyết sau khi đã thực bào một mầm bệnh trong đường máu. Đó là lý do vì sao tất cả những tế bào này đều được xem là tế bào trình diện kháng nguyên. Chỉ những tế bào T nào có thụ thể gắn được với hình dạng đặc hiệu của kháng nguyên mới được hoạt hóa. Giống như một ổ khóa chỉ được mở bằng một chìa vậy. Dù vậy, tế bào T chỉ có thể gặp được kháng nguyên khi chúng đã được cho lên dĩa. Và ở cấp độ phân tử thì chiếc dĩa đó là phức hợp phù hợp mô hay MSG do đó tế bào trình diện kháng nguyên sẽ đưa kháng nguyên nằm trên phân tử MHC và bộc lộ chúng cho tế bào T khi gặp tế bào T nào phù hợp nó sẽ gắn kết bây giờ là tế bào tiền thân dòng lympho chúng trở thành cái tế bào dòng lympho là tế bào B tế bào giết tự nhiên hay natural killer và tế bào T mà chúng ta lúc nãy đã nói Tế bào B và tế bào neutrophil bắt đầu và hoàn thành quá trình phát triển ngay trong tủy xương, trong khi một vài tế bào tiền thân dòng lympho khác di cư đến tuyến ức mới phát triển thành các tế bào dòng T. Các tế bào lympho đều có thể ra vào trong mô và dòng máu. Tế bào neutrophil là những tế bào lympho lớn có hạt ở trong bào tương và chúng nhắm vào những tế bào bị nhiễm bởi những sinh vật nội bào như virus cũng như nhắm vào các tế bào được cho là mối đe dọa như tế bào ung thư. Tế bào natural tiêu diệt mục tiêu bằng cách tiết ra các hạt gây độc tế bào. Những hạt này chứa vài phân tử gắn trực tiếp lên lớp phospholipid màng tế bào và tạo các lỗ ở trên đó. Cũng có vài phân tử vào bên trong tế bào và buộc chúng thực hiện apoptosis. Đó là sự chết theo chương trình của tế bào. Tế bào B như tế bào T cũng có một thụ thể ở bề mặt cho phép chúng chỉ bám vào kháng nguyên có hình dạng đặc hiệu. Khác biệt chính là tế bào B không cần sự trình diện kháng nguyên qua phân tử MSC. Chúng có thể đơn giản gắn trực tiếp với kháng nguyên. Khi một tế bào B gắn với kháng nguyên trên bề mặt của một mầm bệnh, chúng cũng có thể thực bào và trình diện kháng nguyên. Do đó, chúng thực ra cũng là những tế bào trình diện kháng nguyên như những tế bào trình diện kháng nguyên khác. Tế bào B sẽ đưa kháng nguyên lên một phần tử MSC, gọi là MSC lớp 2 và bộc lộ chúng cho các tế bào T. Khi một tế bào T được hoạt hóa, chúng giúp tế bào B biệt hóa thành tương bào có thể tiết nhiều và thật nhiều các kháng thể. Thông thường phải mất vài tuần để lượng kháng thể tiết ra đạt đỉnh. Các kháng thể hay globulin miễn dịch có độ đặc hiệu kháng nguyên giống ý như của tế bào B trước khi chưa biệt hóa, Kháng thể thật ra chỉ là thụ thể của tế bào B ở dạng chất tiết. Do đó chúng có thể lưu hành trong huyết tương. Gắn vào các mầm bệnh và đánh dấu chúng để tiêu diệt. Bởi vì kháng thể không gắn với tế bào và trôi tự do trong máu nên nó được coi là miễn dịch dịch thể. Dịch thể nghĩa là dịch trong cơ thể. Tế bào dòng tủy cuối cùng là tế bào T, và chúng đảm nhiệm miễn dịch trung gian tế bào. Các tế bào T đặc hiệu với kháng nguyên, nhưng chúng không thể tiết các thụ thể kháng nguyên đó. Một tế bào T trinh nguyên có thể được hoạt hóa trở thành tế bào T trưởng thành, bởi bất kỳ tế bào trình diện kháng nguyên nào nhưng hầu hết thường là tế bào tu gai. Có hai loại tế bào T chính đó là tế bào T CD4 cộng và tế bào T CD8 cộng trong đó CD là viết tắt của Cluster of Differentiation, nghĩa là nhóm biệt hóa, và có hàng trăm dấu ấn CD trong hệ miễn dịch, và những dấu ấn CD này được dùng để phân biệt chúng với nhau. Ví dụ, tất cả các tế bào T là CD3 cộng bởi vì CD3 là thành phần của thụ thể tế bào T. Do đó, tế bào T CD4 cộng thật ra là có cả CD3 cộng, CD4 cộng và chúng được gọi là tế bào T giúp đỡ. Bởi vì chúng tựa như các đại tướng trên chiến trường vậy, Chúng tiết ra các cytokine giúp điều hòa tác động của đại thực bào, tế bào B và cả natural Q. Tuy nhiên, tế bào T giúp đỡ cho cơ thể gặp kháng nguyên nếu chúng được trình diện trên phân tử MSC lớp 2. Tế bào T CD8+, có cả CD3+, CD8+, và chúng được gọi là tế bào T gây độc bởi vì chúng giết các tế bào đích. Thật ra gần giống như các tế bào natural Q giết tế bào, nhưng sự khác biệt chính là TCD8 cộng chỉ giết những tế bào bộc lộ kháng nguyên đặc hiệu trên phân tử MSC lớp 1 có cấu trúc giống với MSC lớp 2. Trong khi đó, tế bào Natural killer giết không đặc hiệu. Được rồi, giờ cùng phân tích một đáp ứng miễn dịch hoàn chỉnh với một mầm bệnh là vi khuẩn ở phổi nha. Bắt đầu là vi khuẩn được hít vào, len lỏi trong lông mũi, vượt qua nhung mau ở các đường hô hấp và sau đó phải xâm nhập qua lớp biểu mô ở phổi. Khi vào được nhu mô phổi, vi khuẩn sẽ bắt đầu phân chia. Đến lúc bắt gặp đại thực bào thường trú rồi đại thực bào ăn vi khuẩn và bắt đầu phóng tích các cytokine. Các cytokine đó phát động quá trình viêm bằng cách làm tăng tính thấm mạch máu cũng như thu hút các bạch cầu ái toàn ái kiềm tế bào mast lân cận tiết cytokine và hạt của chúng để khuếch đại đáp ứng viêm. Bạch cầu trung tính cả trong máu và mới được tạo ra trong tủy, đổ về mô và tham chiến. Nếu mầm bệnh là virus, thì lúc này tế bào Natural killer sẽ phá hủy luôn những tế bào đã bị nhiễm. Lúc này, các tế bào tua gai ở nhiều mô phổi đã tiêu hóa mầm bệnh. Cũng sẽ đi đến hạch lympho gần đó và trình diện kháng nguyên đã được xử lý lên một protein MSC lớp 2 cho tế bào T trên nguyên. Đôi khi nếu nhiễm khuẩn đang lan rộng, vi khuẩn có thể tìm được đến hạt bạch huyết mà không cần nhờ tế bào tua gai. Trong tình huống này, tế bào B có thể trực tiếp thực bào vi khuẩn và trình diện nó cho tế bào TCD4 cộng trinh nguyên. Bằng cả hai cách đó, nếu kháng nguyên phù hợp với tế bào T, thì nó sẽ bắt đầu biệt hóa và trải qua quá trình khuyết đại clon. Tế bào TCD4 cộng đã biệt hóa sẽ phóng tích các cytokine giúp tế bào B biệt hóa thành tương bào tương bào tiết kháng thể vào trong mạch bạch huyết, rồi vào trong máu và gắn vào mầm bệnh để đánh dấu giúp sự thực bào diễn ra dễ dàng hơn. Là một lần nữa, tại lúc này nếu mầm bệnh là virus, thì tế bào TCD8 cộng sẽ giết bất kỳ tế bào nhiễm khuẩn nào có bộc lộ kháng nguyên của virus trên MSC lớp 1. Theo thời gian khi mầm bệnh xâm nhập chết đi, hầu hết các tế bào T và B chết trong quên lãng, nhưng một số trở thành tế bào trí nhớ B và tế bào trí nhớ T tồn tại hàng năm phòng khi cần sau này. Tổng kết Hệ miễn dịch gồm đáp ứng miễn dịch bẩm sinh và thích nghi. Đáp ứng miễn dịch bẩm sinh thì xảy ra tức khắc nhưng không đặc hiệu và không có trí nhớ miễn dịch. Trong khi đáp ứng miễn dịch thích nghi thì có tính đặc hiệu cao và ghi nhớ mọi thứ, nhưng phải mất vài ngày để khởi phát và gần 2 tuần mới đạt đỉnh đáp ứng. Video thực hiện bởi WowMath